Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Vương Đình Huệ tuyên bố quan hệ Việt Nam-Cuba thủy chung hiếm có trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã trao tặng cho Cuba 5.000 tấn gạo và 300 máy tính bảng cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của Cuba trong chuyến thăm đất nước này từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 4, theo thông tin từ truyền thông nhà nước ngày 21 tháng 4. Hình ảnh truyền thông nhà nước đưa tin. Tại một cuộc hội đàm trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Cuba, và ông Vương Đình Huệ đã cam kết triển khai hiệu quả các dự án phát triển sản xuất lúa, gạo, ngô, thủy sản tại Cuba, cũng như chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực của nhau. Ông Huệ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu trước phiên họp toàn thể của Quốc hội Cuba khóa mới, ngay sau khi họ bầu ra các chức danh lãnh đạo của đất nước. Trước các vị đại biểu Quốc hội cùng các lãnh đạo tối cao của Cuba, ông Huệ đã ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước là anh em đồng chí, tình hữu nghị đặc biệt thủy chung trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Ông bày tỏ lòng biết ơn trước những sự giúp đỡ của Cuba dành cho Việt Nam trong thời chiến. Trong đó, Cuba đã cử hàng nghìn kỹ sư, công nhân, bác sĩ và chuyên gia sang giúp Việt Nam, đồng thời đào tạo hàng nghìn sinh viên Việt Nam và viện trợ cho Việt Nam nhiều trang thiết bị, vật tư máy móc, lương thực, thực phẩm, giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình kinh tế, xã hội quan trọng. Hình ảnh ông Vương Đình Huệ tại Cuba. Chuyến công du của ông Huệ đến Cuba là một phần trong chuyến công du Mỹ Latin của ông, bao gồm các điểm dừng chân ở Argentina và Uruguay. Tại Cuba, ông Huệ cũng dự lễ khánh thành hai dự án lớn tại đây, đó là nhà máy sản xuất bột giặt chất tẩy rửa lỏng Sutro TBVSA và công viên điện năng lượng mặt trời 20 MW TBD Solar. Hai dự án này đã đưa một doanh nghiệp Việt Nam trở thành doanh nghiệp kinh doanh thương mại và đầu tư nhiều dự án nhất tại Cuba với 3 dự án. Trang thông tin chính phủ không nói rõ doanh nghiệp đó là doanh nghiệp nào. Việt Nam hiện đầu tư cho Cuba 28,4 triệu đô la Mỹ và kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2022 giảm gần 30% so với năm 2021, đạt mức gần 182 triệu đô la, trang mạng VN Express cho hay. Trước đây, vào năm 2009, ông Nguyễn Minh Triết trong vai trò chủ tịch nước đã từng phát biểu khi đến thăm Cuba rằng khi Việt Nam thức thì Cuba ngủ, khi Việt Nam ngủ thì Cuba thức, hai nước cùng nhau canh giữ hòa bình thế giới. Phát biểu này của ông Triết đã bị giới phản biện Việt Nam chế giễu sau đó. Hiện tại trên thế giới chỉ còn 5 nước theo mô hình cộng sản, đó là Trung Quốc, Cuba, Lào, Triều Tiên và Việt Nam. Võ Nguyên Giáp và Fidel Castro gặp nhau năm 2003. Chính phủ Cộng hòa Cuba và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 2 tháng 12 năm 1960 giữa Việt Nam và Cuba đã tồn tại một mối quan hệ được cho là mật thiết đến nay. Mặc dù Việt Nam và Cuba đều có chung mô hình chính trị cộng sản, nhưng hai quốc gia này vẫn có những điểm khác biệt đáng kể trong cách thức thực hiện mô hình này. Điểm khác biệt đầu tiên là cách thức thực hiện kinh tế. Việt Nam đã thực hiện chính sách đổi mới kinh tế từ năm 1986 nhằm mở cửa và thúc đẩy nền kinh tế thị trường. Việt Nam đã có nhiều cải cách đáng kể trong chính sách đối ngoại, thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, tăng cường thương mại với các quốc gia khác, đặc biệt là các nước láng giềng như Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ vào năm 1995 và sau đó trở thành một trong những đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ tại khu vực. Trong khi đó, Cuba vẫn duy trì hệ thống kinh tế theo chủ nghĩa cộng sản truyền thống, với sự phụ thuộc vào sản xuất trong nước và điều hành hoàn toàn bởi chính phủ. Cuba cũng đã bắt đầu thực hiện những biện pháp nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài và thúc đẩy mối quan hệ kinh tế với các quốc gia khác, nhưng hầu hết vẫn là các nước độc tài như Việt Nam, Venezuela, Nga. Ngoài ra, Cuba luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho chính sách đối ngoại của mình là việc xây dựng liên minh đối lập với Hoa Kỳ, khiến cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba luôn căng thẳng, đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ, bao gồm cả lệnh cấm vận kinh tế áp đặt bởi Hoa Kỳ. Điều này làm cho nền kinh tế Cuba rơi vào suy kiệt và tụt hậu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin ông Vương Đình Huệ tuyên bố quan hệ Việt Nam-Cuba thủy chung hiếm có trong quan hệ quốc tế. Ngọc Thơ Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Vịnh Hạ Long ngập rác? Ngày 20 tháng 4, BBC Tiếng Việt có bài bình luận Vịnh Hạ Long ngập rác, chính quyền ở đâu? Của tác giả Nhật Lam viết từ Hà Nội. Tác giả cho biết khoảng 2 tuần nay xuất hiện một lượng lớn rác thải bất thường nổi trên mặt vịnh. Lượng rác này chủ yếu là các mảng xốp trôi từ các bè nuôi trồng thủy hải sản trái phép ở các huyện Vân Đồn, Quảng Yên, thành phố Cẩm Phả. Hình ảnh bài trên BBC. Tại thành phố Cẩm Phả, nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long là kế sinh nhai của hàng trăm hộ gia đình. Tuy nhiên, có nhiều hộ dân lấn chiếm luồng lạch trái phép từ năm 2018 đến nay, gây ảnh hưởng đến giao thông đường thủy và ô nhiễm môi trường trên biển. Tác giả trích dẫn trang web của thành phố Cẩm Phả vào ngày 6 tháng 4 cho rằng, các vùng biển của thành phố Cẩm Phả hiện không còn những bè dây mảng nuôi trồng thủy sản trái phép phủ kín, thay vào đó là mặt nước trong xanh yên bình vốn có. Trước đó, từ cuối tháng 3, chính quyền đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ, di dời hàng nghìn phao dây bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên biển. Tuy nhiên, trái với tuyên bố của chính quyền, tác giả cho biết sự thật thì khắp nơi trên bề mặt Vịnh Hạ Long xuất hiện rất nhiều mảng xốp lớn nhỏ từ các luồng bè nuôi trồng thủy sản, trôi dạt ra từ khắp khu vực Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và sang cả khu vực Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng, gây bức xúc cho du khách và những người làm trong ngành du lịch. Tình trạng này khiến cho du khách quốc tế phẫn nộ. Tác giả dẫn lời ông Adrian Halliwell, một du khách người Anh bức xúc nói: "Tôi và gia đình rất háo hức khi xem hình ảnh Vịnh Hạ Long trước khi sang Việt Nam. Nhưng chúng tôi quá sốc và choáng váng khi thấy một cảnh quan du lịch đẹp và bậc nhất thế giới như thế này lại để rác thải trôi khắp nơi như vậy. Môi trường sinh vật biển của các bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi không nghĩ là tôi muốn ăn hải sản sau khi chứng kiến lượng rác thải biển nhiều như vậy." Một thuyền trưởng của một tàu ngủ đêm trên Vịnh Lan Hạ than vãn với tác giả rằng ông cảm thấy xấu hổ khi bị du khách hỏi về lượng rác thải này. "Ngày nào tôi cũng quay clip, chụp ảnh gửi cho ban quản lý Vịnh Hạ Long để kiến nghị vớt rác trên mặt biển, nhưng đều bị lờ đi." Một hướng dẫn viên du lịch tâm sự với tác giả, rác thải ở Vịnh Hạ Long luôn là vấn đề nổi cộm và chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, lượng rác thải trong những ngày gần đây là khó có thể làm ngơ và cũng khiến cho cô xấu hổ cho ngành du lịch địa phương. Hình ảnh rác ngập trên bề mặt Vịnh Hạ Long. Theo tác giả, nhiều nhân viên trong ngành du lịch đã lên tiếng trên mạng xã hội, tuy nhiên không thấy nhà chức trách nào quan tâm. Tác giả trích dẫn trang cá nhân của một hướng dẫn viên cho biết, mình ra rã nói với khách, Hạ Long là điểm đến once in a lifetime, điểm đến phải đi một lần trong đời. Thế mà đến lúc đến nơi thì từ mình nghe nhiều nhất của khách là disgusting, ghê tởm. Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận là điểm đến có số lượng khách du lịch lớn nhất Việt Nam mỗi năm, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Theo tác giả thì giá vé tham quan vịnh được xếp vào hàng cao nhất cả nước, dao động từ 240.000 đến 290.000 đồng một người cho vé tham quan trong ngày và từ 540.000 đồng cho đến 790.000 đồng một người cho vé nghỉ đêm. Vì vậy, tác giả đặt câu hỏi, trong khi chính quyền thu được hàng chục nghìn tỷ mỗi năm từ con gà đẻ trứng vàng này, họ có nhìn thấy rác nổi khắp gần 2.000 km vuông trên mặt vịnh hay không? Tại sao ngay từ khi các bè, phao, dây nuôi trồng thủy sản được tháo dỡ, không có cơ quan quản lý nào siết chặt việc thu gom phao xốp ngay tại khu vực để dẫn đến thảm họa môi trường này? Tác giả kết luận, nếu chính quyền lờ đi ý kiến của người dân tận thu từ những di sản thiên nhiên trong khi buông lỏng quản lý môi trường, sẽ dẫn đến hậu quả về môi trường biển, hậu quả kinh tế như sản lượng nuôi trồng thủy sản. Nhưng thiệt hại lớn nhất có lẽ là hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Về lâu về dài, liệu Việt Nam có còn thu hút được lượng khách du lịch quay lại hay không nếu du khách đã mất cảm tình ngay từ lần đầu đến Việt Nam? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Vì sao Vịnh Hạ Long ngập rác? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d